Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong các clip trước á, thì thầy cũng đã quay cho các em ở cái phần chuyên đề tuyển sinh ở chuyên đề 1, cái phương trình tham số, chứa tham số M. Thầy nghĩ cái dạng này người ta rất là hay ra, nên thầy cũng đã làm cho các em rồi đúng không nào? Và đồng thời kèm theo là ba cái đề thi học kỳ 2, đúng không? Và thầy cũng đã quay xong cho các em rồi. Trong clip hôm nay thì bắt đầu thầy sẽ vào cái chiến dịch, đó chính là quay cho em cái đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Ok, thì thầy biết rằng cái năm này là cái năm nghỉ dịch do Covid-19 gây ra rất là dài, nên là các em học sinh cuối cấp, đặc biệt là các em lớp 9 cũng như là khối 12 rất là gọi là lo lắng. Nhưng mà theo quan điểm của thầy như thế này nè, các em đừng lo lắng quá nhiều, tại vì các em càng lo thì cái kết quả, cái thành tích của em nó càng thấp. Theo quan điểm của thầy như thế, tại vì khi người ta lo thì người ta không biết ôn từ đâu, và người ta biết không biết ôn cái nào trước và ôn cái nào sau, tại vì kiến thức người ta gián đoạn rất là nhiều. Khi mà người ta bị gián đoạn như vậy thì khi mà người ta bữa nay thì chắc chắn người ta đã chính thức, các em khối 9 và 12 trên cả nước thì đã đi học lại rồi. Trong đó thì chắc chắn có một số bạn là kiến thức nó vẫn liền mạch, do trong quá trình nghỉ thì các em vẫn tự giác học online trên kênh của thầy, hoặc là một số kênh, hoặc là trên Zoom, đúng như nào, thầy vẫn biết điều đó. Nhưng mà theo thầy nghĩ thì chúng ta cứ nên phải cố gắng hết sức, chứ chúng ta đừng có nên trông chờ nhiều vào cái việc là sung rụng. Sung rụng ở đây nghĩa là thầy muốn nói ở đây là gì, nó may mắn đến với các em, mà chúng ta phải lúc nào phải chủ động và tích cực trong cái việc hệ thống hóa kiến thức, trong việc ôn luyện và giải đề liên tục. Để làm gì? Để mà khi chúng ta gặp cái dạng nào thì chúng ta cũng sẽ làm được ở dạng đó luôn, có được không nào? Còn đối với thầy thì thầy giúp được các em ở tới đâu thì thầy sẽ giúp tới đó. Chứ thầy một mình thầy thì thầy cũng không thể nào dùng bàn tay của thầy đây mà thầy chia trời, gọi là người ta nói câu gì nè, nói câu là gì, coi trời bằng vung được. Nghĩa là một mình thầy không thể nào mà giải tất tần tật tuốt tuần tuột tất cả các cái đề thi từ Hà Nội cho tới Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành được, mà thầy giải được cho em ở cái đề nào thì hay cái đề đó. Tại vì thầy bữa nay cũng đã đi dạy trực tiếp ở trên lớp rồi, các em có theo dõi Facebook của thầy thì chắc có lẽ các em cũng đã thấy thầy chụp hình đăng lên rồi đúng nào, ở trên trường của thầy rồi. Nên là thầy thực sự là thời tiết bữa nay rất là nóng nha, chỗ các em cái nóng chỗ thầy buổi trưa này nọ thì thầy nói các em là tới gần 40 độ, và ngồi khi mà quay vào buổi trưa, tranh thủ thời gian buổi trưa thì thầy nói các em là mồ hôi nó chảy ròng rã luôn. Nhưng mà bây giờ không phải vì các em, thầy phải cố gắng hết sức để mà đưa cho các em tới những cái đề chất lượng. Có thể những cái tỉnh của các em thì có thể nó rơi vào những cái đề này, cũng có thể là nó không rơi vào, thì các em bạn nào mà có rơi vào thì các em mừng, mà các em không rơi vào thì cũng đừng có nói ừ ông thầy quan sao không quay, sao nó không dúng đề của mình, tội thầy. Mà ở đây thầy muốn nhấn mạnh các em là các em phải ôn tất cả các dạng đề, cái cấu trúc đề nó ra như thế nào, chứ không phải là nó ra chính xác ở đề bài nào. Các em hiểu nào, riêng toán học nó chỉ cần thay đổi một cái dấu cộng hoặc một dấu trừ ở trên một cái bài toán thì coi như là cái đề đó nó đã khác rồi. Các em hiểu ý thầy nói chứ nào, chỉ cần một dấu trừ thôi các em. Ví dụ như thầy nói, lấy ví dụ như cái bài số 2 giải hệ phương trình này đi, ngay chỗ đây này, ngay chỗ cái trừ y chỗ đây mà thầy để chỗ là cộng y là coi như kết quả nó đã khác hoàn toàn. Nên là cái môn toán chúng ta rất là khó ăn copy lại chỗ đó khi mà các em làm tự luận như thế này. Ok, trách nhiệm thì các em có thể liếc qua các em, mày đáp án A hả con, tao cũng đáp án A, mày sai tao sai, mày chết tao cũng chết. Nhưng cái phần tự luận nó rất là khó ăn copy, tại vì khi bạn làm á thì tay này thì chia như này, rồi một số bạn thì đại khái không phải thầy nói ở đây là các bạn hiểm, nhưng mà nó tạo cho các em thói quen là tự lực cánh sinh, đừng ỷ vào người khác. Ai biết được là thấy nó làm một đôi giống môn văn như vậy, nhưng mà ai biết được là nó học dốt nhưng mê mỏ trong đó, nó viết xàm xí đú trong đó, rồi mình cũng chép vô cái rồi mình cũng chết theo nó sao được. Rồi mình chép ăn copy cũng có sự chọn lọc trong đó các em nhé, coi thử nó làm như vậy có đúng hay không. Nhưng mà mình nhắm mắt nhắm mũi chép đại chép đến vô cái này, nói ôi giời ơi làm được hết, bố mẹ hỏi con làm được, nó làm được hết bố mẹ. Ai ngờ về chừng phát ra một điểm khóc như mưa luôn. Chúng ta tránh trường hợp đó nha. Thì qua cái đề này, tập cái đề đầu tiên, cái đề tuyển sinh năm nay thì thầy tâm sự một xíu để chúng ta có cái động lực để chúng ta phấn đấu. Đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh. Yếu ở phần nào thì ôn là tập phần đó. Không còn thời gian nhiều đâu các em. Thầy nghĩ em hai con cả năm năm nay không còn thời gian nhiều nữa nha. Chỉ có tháng 7 thầy thấy là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là
vào đâu ngày 17, ngày 16 gì tháng 7 là đã thi rồi. Nên là phải cố gắng ngay từ bây giờ, là gần còn 2 tháng nữa thôi. Nên phải cố gắng hết sức. Còn các tỉnh khác, có một số tỉnh thì xét tuyển thì không nói rồi. Một số tỉnh như là có thi môn hóa, môn hóa hoặc là môn anh văn, tùy theo theo tỉnh. Như mấy mấy bạn comment cho thầy thì năm nay thì như ở đâu nhỉ, Đồng Nai, Hải Dương này nọ thì như thi có thi môn hóa sao? Thì thầy quay môn toán xong rồi thầy cũng sẽ quay cho các em môn hóa, các em cứ yên tâm, cứ bình tĩnh nha. Thầy giúp được cái gì giúp nha. Còn quan trọng là các em phải chủ động và tự tìm hiểu, tự tìm tòi, mua sách, có thể lên các kênh khác này nọ, miễn sao chúng ta đậu được vào cấp 3 công lập và những cái trường các em chọn là thầy mừng rồi, chứ không không cần thiết phải học trên kênh của thầy. Đó, thầy tuyên bố như vậy được chưa nào? Đó, rồi bây giờ thầy sẽ quay toàn bộ cái đề này để các em tham khảo cái đề này trước. Sau đó các em sẽ tự giải giùm thầy cái đề này, tự giải nha, tắt giùm máy tính giải đi. Sau đó thầy sẽ tiến hành giải lần lượt theo thứ tự từng bài như này, trong tương ứng với các clip, chứ không phải là một clip mà giải hết các cái bài này thì thầy nói các em nó chắc nó rất cực kỳ lâu luôn, cực kỳ lâu. Tại cái đề này nó tới 120 phút mà thầy giải thì nó bèo nhất nó cũng phải 90 phút trong đó. Và các em xem như vậy thì các em chắc em ngất luôn. Nên bắt buộc thầy phải chia ra từng từng clip nhỏ để mà thầy giải, để khi mà buổi tối cứ 19 giờ các em nhé, 7 giờ đêm là các em sẽ lên kênh của thầy, là các em sẽ có bài cho các em. Và các em nên bắt đầu đây, các em ghi là đề số 1. Các em tự giải trước để mà chúng ta tiến hành ôn tập nha. Lấy một mua một quyển sổ vở 200 trang ra, ghi lại giùm thầy cả cái đề này, sau đó các em ghi bài làm. Giải sai là bỏ, sai bỏ, nhưng khi sai phải rút kinh nghiệm, sai ở chỗ nào để mà chúng ta khi gặp lại cái dạng này thì chúng ta rút kinh nghiệm. Được chưa? Đó. Không dễ một chút nào đâu em nhé. Thầy chọn những đề này rất chất lượng, chứ không phải nó dễ giống cái đề học kỳ 2 vừa rồi mà thầy đưa cho các em. Ok, được chưa? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta trong clip này thầy sẽ quay lại giải cho các em ở cái câu số 1 em nha. Rồi, chúng ta trong clip này thầy sẽ giải cho các em câu 1 2 điểm nha. Đó chính là bài số 1 và bài số 2. Ok. Bài số 1 là giải phương trình. Ở đây là căn bậc 2 4x bình phương trừ 4x cộng 9 bằng 3. Thì gặp cái dạng này này, các em phải nhớ thầy nó phân, nghĩa là học tới đâu thì thầy sẽ ôn tập tới đó. Chứ bây giờ thầy cũng không biết được là cái đề của cái tỉnh của em nó ra ở chỗ nào. Nhưng mà ví dụ biết đâu được nó là ra trúng cái dạng này, thầy nói cái dạng chứ không phải là tương ứng cái đề bài. Nha, cái dạng nếu mà nó rằng cái dạng là căn bậc 2 của A bằng B á, đây thầy đang cho tổng quát. Thì khi đó cái phương pháp giải như này. Cái điều kiện xác định đây, cái điều kiện xác định của chúng ta đó chính là tại vì ở đây có căn 2 của A thì các em sẽ cho A này lớn bằng 0. Ok. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành bình phương hai vế nha. Tại vì khi mà chúng ta đi tìm điều kiện xác định rồi, nghĩa là cái biểu thức ở trong căn này có nghĩa, nên khi đó bình phương với căn này chúng ta bỏ ra luôn, chứ chúng ta không bỏ vào trong giá trị tuyệt đối. Các em hiểu nào? Như vậy thì cái này sẽ ra được là A B bình phương xong. Cái phương pháp của chúng ta đối với cái dạng bài này là như vậy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vận dụng và làm đối với cái bài này, chúng ta giải này. Đầu tiên, chúng ta cũng sẽ đi tìm điều kiện xác định ha. Như vậy thì cái điều kiện xác định của chúng ta đối với bài này là theo thầy nói là đối với cái dạng này á thì nó sẽ như thế nào? Đó chính là x sẽ thuộc R. Nào, tại vì biến nó là biến x. Tại vì cũng có một số bài thì cho biến y hay là biến a thì sao à. Khi đó thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta cho 4x bình phương trừ 4x cộng 9 này, thì ở đây chúng ta sẽ tách ra. Đáng lẽ thầy cho nó lớn bằng không, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tách cái này ra để chúng ta coi thử nó bằng cái gì nha. Ở đây thầy sẽ tách bởi cái gì nha, cái số 9 này trở thành là 1 cộng 8. 1 cộng 8 làm gì? Để thì nhóm cái này trở thành hàng đẳng thức số mấy, số 2 này. Đúng nè. Thì cái này nó sẽ bằng là gì? 2x trừ 1 tất cả bình phương cộng 8. Thì cái này luôn luôn lớn hơn 0. Tại vì bản thân cái ngọt này, cái này có bình phương nha. Tại vì sao này? Thầy giải thích này. Tại vì bản thân 2x trừ 1 bình phương này luôn luôn lớn bằng 0. Số 8 lớn hơn 0 thì chắc chắn 2 này cộng lại thì chắc chắn sẽ lớn hơn 0. Với mỗi x xong. Hiểu nào? Sau khi chúng ta đi tìm điều kiện rồi thì nghĩa là ở đây chúng ta không thể nào tìm ra được x nó lớn hơn
lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu hoặc là như nào đó, mà ở đây chúng ta chỉ có thể làm như này thôi, tại vì cái trường hợp này trường hợp đặc biệt, hiểu chưa nào? Khi đó chúng ta sẽ tương đương căn bậc hai của 4x bình phương trừ 4x cộng 9. Thầy bình phương lên, thầy lấy 3 bình phương ở đây. Thì bình phương với căn thì nó trực tiêu thì nó ra được là 4x bình phương trừ 4x cộng 9. Cái này ra được số 9 ở đây. Chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu, nghĩa là 4x bình phương trừ 4x cộng 9 chuyển đây qua trừ 9 bằng 0. Hiểu không nào? Đáng lẽ thầy rất là chậm. Nếu các em nhanh thì lấy hai đây trực tiêu thì, nhưng mà ở đây thầy muốn làm chi tiết từng bước từng ly từng tí để làm gì? Một số bạn bị mất gốc chúng ta cũng có thể xem và hiểu được, nhưng mà chúng ta không được tua video. Nếu em tua video và trên video thầy là em sẽ không hiểu ngay. Đó, nguyên tắc là như vậy. Trở thành là 4x bình phương trừ 4x bằng 0, có đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có là đặt cái gì ra chung, đặt 4x ra chung, bên trong còn lại là gì? Ở đây 4x bình phương thì khi đó chúng ta sẽ đặt 4x ra chung thì bên trong còn lại là x trừ, ngay chỗ đây theo em là nó sẽ còn là số mấy? Còn là số 1 chứ không phải là còn số 0 nha. Còn số 1 bằng 0. Thì tới đây nó dạng là phương trình tích. Phương trình tích đúng không nào? Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương là 4x này sẽ bằng 0 hoặc là x trừ 1 này sẽ bằng 0. Đây là ngón dấu ngoặc vuông em nhé. Phương trình tích hoặc cái này hoặc cái kia bằng 0. Và từ đây chúng ta sẽ tương đương ở đây là x này sẽ bằng mấy? 4x bằng 0 thì x này sẽ bằng 0 chia 4. Thì nó lại 4x bằng 0 thì x này sẽ bằng là 0 chia 4 thì x này sẽ 0 chia 4 thì bằng 0. X trừ 1 bằng 0 thì x này sẽ bằng là chuyển số 1 qua là bằng bằng 1. Sau đó chúng ta kết luận vậy. Phương trình có nghiệm. Phương trình có nghiệm. Ở đây s sẽ bằng là gì? 0 là 1. Được chưa? Làm dạng này thì chúng ta sẽ làm như vậy nè. Hiểu không nào? Thầy đã nói nhắc lại là một mình thầy không thể nào mà đoán mà bao quát được tất cả các đề của tỉnh đâu. Các em cố gắng là nếu những đề này mà các em tự làm được hết mà từ 8 điểm trở lên là thầy nghĩ các em có kiến thức rất là tốt, rất là chắc. Cái đề này thầy cũng không giấu với các em là thầy lấy của một tỉnh của miền Bắc. Đề này nó rơi vào của miền Bắc nha, chứ thầy chưa lấy của miền Nam và miền Trung nha. Đề này của miền Bắc, nhưng cho thầy bí mật là ở tỉnh nào, được chưa nào? Ok nha. Bây giờ thầy sẽ giải cho em ở cái bài số 2 nhé. Đối với cái bài số 2 thì nó dễ đúng như ăn cháo rồi, thầy nghĩ đấy. Nhưng mà chúng ta phải biết cách xử lý một chút là được, thì nó sẽ dễ như ăn cháo thôi. Đối với giải hệ phương trình đó, thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Đó chính là phương pháp cộng đại số và phương pháp thế, có đúng nào? Thì đối với bài này á, chúng ta để như này á thì cũng được, nhưng là theo thầy á cái bài này các em nên giải bằng phương pháp thế là dễ hơn, tại vì ở đây nó bằng không này, thì các em chuyển cái x này qua thì x này sẽ bằng 2y, thì chỗ nào có x chúng ta thế bởi y ở chỗ đây vô thì chúng ta ra được y, có y thế lại để tìm x. Còn nếu các em không thích giải bằng phương pháp thế thì cái bài này chúng ta giải bằng phương pháp cộng đại số, bằng cách là chúng ta viết lại ở đây âm x vô đây và cộng 2y ra đây, sau đó chúng ta sẽ nhân cái hệ số ở đây là âm y, thì ngay chỗ đây là 2y, thì ở trên đây chúng ta sẽ nhân 2, ở đây nhân 2 và đây nhân 2, chúng ta cộng xuống thì nó sẽ tự trực tiêu cái y thì nó còn lại cái x. Như vậy chúng ta giải ra x, sau đó chúng ta sẽ thế vào một trong hai phương trình này để chúng ta giải để chúng ta tìm y. Hả nào? Thì đối với bài này thì thầy sẽ chọn cái phương pháp đó chính là phương pháp thế, được chưa? Phong cách dạy của thầy thì thầy lại thích phương pháp cộng đại số hơn, thầy nói thật sự là như thế. Bây giờ thầy sẽ chuyển cái âm x này qua bên đây đổi dấu, như vậy cái x này thầy sẽ ghi lại thì đây là x sẽ bằng 2y, nghĩa là đáng lẽ thầy sẽ ghi là 2y bằng x, nhưng thầy cũng có thể viết trở thành là x bằng 2y, hai cái này giống nhau bình thường. Cho một số bạn bị mất gốc nó, ủa thầy sao không viết như vậy, có sai hay không mình cũng không biết, đúng không? Bạn nào mà mất gốc thì chúng ta nhanh chóng ôn tập lại nha, để lấy gốc gốc nha. Bây giờ x bằng 2y chúng ta thế vào chỗ đây này, chỗ nào có x chúng ta đừng ghi x nữa mà tự chúng ta ghi bằng 2y ha. 3 nhân 2y trừ y bằng 5, cái chỗ x bằng 2y này chúng ta cứ ghi lại được không? Phương trình này, hệ phương trình này thì dễ rồi, 3 nhân 2 là bằng 6y trừ y thì bằng 5, x bằng 2y tương đương tiếp 6y trừ y thì bằng 5y,
Cái này thì đưa mấy bạn lớp 7 làm cũng được, đúng không? X bằng 2y tương đương tiếp. Như vậy 5y bằng 5 thì y sẽ bằng mấy? Bằng 1. Ok, thế vào chỗ đây này. Như vậy x này sẽ bằng 2 nhân y, mà y chúng ta bằng 1 thì bằng bằng 2. Sau đó chúng ta kết luận là vậy hệ phương trình có một nghiệm xy thì x ở đây sẽ bằng 2, y ở đây sẽ bằng 1, xong. Hiểu nè. Mà làm kiểu gì nó cũng ra. Kiểu gì cũng ra. Sau khi mà làm xong ta dùng máy tính chúng ta bấm. Được không nào? Từ từ. Cái phần này thì thầy không nói nữa nha, để thầy quay lại một lần nữa. Rồi thầy sẽ chuyển để thầy bấm máy tính tương ứng để kiểm tra thử thầy Quang làm có đúng hay không, chứ không ông này nói phép làm như sai tỷ lệ tiết lét rồi lại bày đặt nữa ha. Nên là thầy rất là sợ cái miệng thiên hạ em, nhưng mà kệ, 10 người thì trong đó có 7 người thương và 3 người ghét thì chắc chắn rồi. Tại nhiều lúc nó gan ăn tức ở em. Ví dụ giáo viên với nhau mình bây giờ thầy làm được như này mà người ta làm không được thì người ta cũng cũng ghét, cũng gan ăn tức ở lắm em. Đời thế nào. Ở đây là người ta có là 3x trừ y bằng 5 này. Bây giờ các em muốn sử dụng phương pháp cộng đại số thì các em sẽ đưa cái âm x này ra đây. Cộng 2y sẽ bằng 0. Khi đó các em ở nhân ở đây cho 2, nhân ở đây cho 2 và nhân ở đây cho 2, sau đó các em cộng được triệt tiêu ẩn ẩn y. Sau đó ra được x có x thế vô, xong nha. Thì bây giờ ở đây thầy muốn bấm máy tính cho các em thấy. Đúng nào? Đây mod 1 đây, mod mod đây, EVN 1 này, bấm số 2. Hệ số đây 3 trừ 1 5 ha. 3 bằng trừ 1 bằng 5 bằng, nhìn ở đây trừ 1 2 0 trừ 1 2 0. Như vậy x ta bằng 2, y bằng 1. Ok con dê chưa? Ok chưa? Rồi. Đấy. Đấy, nào x bằng 2 đấy. Y bằng 1, xong. Chính xác nha em nha. Chứ đừng mà bảo nó thầy dạy sai nha. Rồi. Nhưng mà thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở câu số 2 nha. Các em nhớ like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy. Chúc em học tốt và chuẩn bị tinh thần thật thật tốt để chúng ta bước vào kỳ thi tuyển sinh của cái năm học 19-20 này đối với các em khó 2K5. Được chưa? Rồi, bye bye các em.